vai nó ngang với cái đấy, vai ngang cứu hỏa nhá. Được chưa? Bây giờ tiến thẳng lên để thấy góc chuồng nào, góc nào. Đây này, tiến thẳng lên để nhìn thấy góc trong nhá. Đấy, đấy, được chưa? Đấy, các bạn ấy cũng đang nhìn bắt góc đấy. Xong rồi trả thẳng lái ra nhá. Nhớ chưa? Nhớ phải trả thẳng lái nhá. Lùi thẳng vào nhá. Xong bánh sau đến nhá. Bánh sau đến vạch vàng nhá. Bánh sau bên trái nhá. Đây, bánh sau bên trái này. Đấy, từ từ đã, đây chạm phải chưa? Chạm phải chưa? Trả thẳng lái ra đúng không? Nhìn thấy chưa? Vào xuống tiến, tiến lên này. Tiến lên xong rồi nhìn nhá, nhìn cái bánh sau ấy, nhìn gương bánh sau thấy nó cách ra khoảng một gang tay này. Nhìn thấy chưa? Được chưa? Tiến nhưng phải đánh phải à? Tiến không, tiến trả thẳng lái ra thôi, không cần phải ấy, trả thẳng lái ra thôi. Đấy, trả thẳng lái ra. Chỉ cần trả thẳng lái ra thôi, còn người ta đánh như thế là hơi nhiều, được chưa? Đấy, được chưa nào? Đấy, bây giờ trả thẳng lái ra. Trả thẳng bánh lái, trả thẳng tay lái ra. Cái này lại trả quá chắc đúng không? Trả quá để chỉnh lại để sát vào đúng không? Thực ra chỉ cần song song là lùi xuống thôi. Được chưa? Như thế này, chỉnh như thế này để lệch đầu ra đúng không? Nhìn gương thì mà thấy được thì được. Đúng rồi, nhìn cái lệch đầu ra chưa? Đấy. Được chưa? Sau đó là đi ra. Được chưa nào? Đấy là vừa rồi là mình chạm phải đúng không? Chạm phải thì nhớ chạm phải thì chị nói lại chạm phải nhé mà. Chạm phải thì tiến lên. Trả thẳng lái ra, chỉ cần trả thẳng bánh lái ra thôi, tiến lên đúng không? Chạm phải, cho nhìn cái bánh sau, nhìn cái bánh sau nó chỉ cách một gang tay. Đấy, nó cách cái kia kìa, cách cái vạch sơn mờ kìa. Trả thẳng ra, tiến lên xong rồi thấy xong trả thẳng lùi xuống. Được chưa? Đấy là chuồng 1 nhá. Chuồng 1 hình dung ra chưa? Bây giờ đến trang chuồng 2 này. Chuồng 2 thì hiện tại bây giờ là không có xe. Nhưng chuồng 2 chị hình dung ra điểm căn chưa? Đây chuồng 2 đây. Đến khớp kia đánh trái nhìn đâu? Nhìn thẳng góc này à? Nhìn thẳng đâu? Đúng rồi. Xong rồi chạm bánh trái, chạm vạch vàng thì bắt đầu đánh trái tiếp. Lùi mà thấy song song thì lùi, mà không thì lại phải chỉnh. Lùi thì lùi xong đến khi lùi xong là chạm thẳng. Bây giờ nha. Bây giờ ấy thì là chị nói lại quy trình đi cái chuồng ngang này cho nhớ xem nào. Đây. Đâu? Bên trái. Nào. Song song sát của chuồng, bây giờ vai ngang đến cái khớp kia, khớp nối kia thì đánh trái, đánh hết lái trái. Đúng lái rồi. Trái xong lùi xuống bánh trái sao sau. Lại đánh trái sau phải bánh trả thẳng trái. Lái. Bánh... Chưa có trả thẳng lái à? Cô. Phải đánh nhớ trái. Từng bước một, ý của em muốn nói là chị phải nhớ từng bước một đúng không? Tức là khi mà chị tiến lên. Kia, từ đã nhân lại khớp. Nhá. Đến khớp kia, song song cửa chuồng đến khớp kia đánh trái. Đánh trái hết trái xong bắt đầu trả thẳng lái ra. Đúng rồi. Lùi đi vạch vùi bánh sau trái. Đúng rồi. Sát vạch vàng. Đúng rồi. Đánh trái tiếp. Đúng rồi. Xong lại lùi. Lùi xong là lùi thì thấy song song rồi, cảm thấy hai gương căn thấy song song rồi thì trả thẳng lái ra lùi. Xong. Đúng rồi. Lùi xong nếu mà không có nhà. Nếu mà không có nhà thì lại tiến thẳng lên. Không có nhà thì lại phải tiến thẳng lên. Chỉnh xong thì tiến thẳng lên thôi. Xong lại lùi lại qua vạch sơn vàng. Có nhạc đi ra. Đấy, nhìn thấy chưa? Đây nhá, chéo nhá. Trả thẳng lái ra chưa? Rồi đúng không? Đấy, nhớ là phải có bước trả thẳng lái nhá. Đấy, nhìn bánh sau này. Nghe lãnh đạo nói đấy. Nhìn bánh sau này. Đấy, được chưa? Chưa sao được. Thôi. Xong rồi đánh trái. Đánh trái xong rồi lùi. Đánh hết lái trái. Lùi. Lùi mà thấy song song thì lùi, mà không thì phải chỉnh. Lùi thì chị nhìn gương bên phải nhá. Nhớ là phải nhìn gương bên phải. Đây này. Đấy, như thế này là okay tốt này. Đè lên vạch và mờ không sao cả đúng không? Song song chưa? Song song. Đấy, bây giờ trả thẳng lái ra. Lùi tiến lùi thế sao? Nếu nó chưa kêu thì ra. Tiến thẳng lên này. Kêu tiến thẳng. Đấy, bây giờ lùi lại.
Thôi ra. Đấy nhớ kêu chưa? Đấy thấy nó kêu chưa? Nó có nhạc kêu đấy thì bắt đầu đi chậm chậm ra, lùi chậm chậm thôi nhá. Xong đi ra. Nhạc thì ra, nếu không có nhạc thì không có nhạc thì không có nhạc thì bây giờ bắt buộc phải đi ra thôi. Tại vì nếu mà ở trong này lâu quá thì là nó bị lỗi 2 phút. Không, nếu mà chỉnh xuống chỉnh lên ấy thì nó sẽ quá 2 phút thì nó trừ điểm, nên là mình chỉ có lùi xuống, tiến lên, xong lại lùi xuống, đúng không? Nó không có nhạc thì đi ra chấp nhận trừ 5 điểm. Cái đấy là bỏ bài. Tức là cái đấy là nhưng mà mình trốn ví dụ bài. Nhá, ví dụ mình thấy chuẩn rồi mà sao nó cũng không có nhạc thì... Không có nhạc là phải do mình lùi vào hoặc đi ra nó chưa đúng theo quy định. Chưa đúng theo cái chuồng thì là phải ấy thôi. Thì là phải tiến lên xong đi ra thôi. Được chưa? Nào. Muốn đi được ghép ngang nhá thì chúng ta phải đi song song với cửa chuồng. Và ở sân Đình Xuyên thì chúng ta phải ngóc đầu ra, tức là chúng ta đánh hết lái trái, chúng ta tiến lên nữa lên. Vai ngang với cái kìa. Cái gọc đôi kìa. Không, không phải ống hơi, chân đôi kìa, nhìn thấy cái đôi chưa? Nhìn với cái đôi ở bên kia chưa? Bên kia đường chưa? Nữa lên, vai ngang. Nữa lên. Ok, phanh. Đấy, ở sân thi Đình Xuyên ấy vâng. Thì là mình phải đánh hết lái trái. Tiến lên, tức là tiến chéo ra nhá. Vâng. Thì chúng ta phải học theo đúng như thế. Tiến chéo ra xong nhìn gì? Nhìn góc chuồng. Nhìn góc chuồng. Nữa lên, chính xác vào. Chính xác vào. Chính xác, cái này phải chính xác nhá. Được chưa? Vâng. Ok, phanh. Trả thẳng lái ra. Trả thẳng lái ra. Lùi lại và xuống lùi. Nào, về mò đi. Móc lấy, đẩy sát vào, đẩy lên. Ok, được chưa? Chú ý nhá, bây giờ trả thẳng lái rồi đúng không? Lùi thẳng đi. Chậm chậm thôi, bánh sau nhá. Nhìn gỉ gương cầu nhá, nhìn gỉ gương cầu lồi nhá. Bánh sau đến vạch sơn. Bánh sau bám này rồi, ok. Cuộn hết lái, gì? Cuộn trái chứ. Trái thì đuôi xe nó mới lệch ra để vào lái phải chứ. Được chưa? Bây giờ quan sát bên phải nè. Em quan sát bên phải nè. Nhìn gương này. Lùi đi. Lùi đi, cứ lùi đi, quan sát gương cầu lồi ấy. Rồi phanh, nếu mà cứ lùi tiếp là sẽ chạm vạch đúng không? Trả thẳng lái ra. Tiến lên. Chỉ cần lùi, chỉ cần móc thôi. Còn không ra số thì đạp hết côn xuống ra thôi. Đạp hết côn chưa? Rồi vào số lùi 1 đi. Tiến lên nào. Tiến lên em nhìn gương nhé. Nhìn gương thấy bánh sau nó cách vỉa. Rồi phanh, lấy hết lái trái. Nào về mo đó nào. Rồi, bám lấy mà, để lại. Rồi, lấy hết lái trái. Đấy, vẫn cứ nhìn gương bên phải, nhìn gương bên phải. Rồi, lấy hết lái trái, cứ lùi đi ấy. Bỏ phanh ra. Nữa đi. Có chạm không? Nhìn kỹ vào xem có chạm không. Không đúng, mưa sát đúng không? Phanh. Rồi, kêu thì đi ra luôn. Có nhạc rồi, đi ra luôn. Đi ra luôn thì để nguyên lái thì mà đi ra. Được chưa? Vào mà có nhạc đi ra. Tại vì em đỗ như này sát. Đừng móc lẫy, đừng có móc lẫy. Đạp hết côn vào. Rồi, nhả côn chậm chậm thôi. Nhả côn chậm chậm thôi. Rồi, ok, trả thẳng ra. Đấy, một phát ăn ngay. Đúng không? Đấy là chuồng khi mà vào một phát ăn ngay. Thì nó như thế. À, vẫn còn 85 điểm.